chân quang của mình vượn lên được. Nhưng mà vì này này không được, cô thường phó cô ấy nên là suốt ngày bên thầy, mà bây giờ thì mình không được đọc được 10 giới sa di, mình chỉ đọc thế này màu cấm, mà đọc có dấu không đúng giới của mình là chết đấy. Thế là chỉ Đúng đã đọc rồi. năm giới thôi, năm giới thì thầy này vào đây cúng dường, mấy khi ai được vào thất thầy đâu, đi qua cái cầu suối vào đấy thì cúng dường lấy tiền đấy, thì thầy động tiền thì cô thường phổ thu hết sư ngồi đấy. Nhưng mà bây giờ thì thôi, nó là quá khứ không truy tìm, nhưng mà nghĩ thương sang đây nhờ mày dạy cho mấy cháu là cho đến tận 21 bắt đầu mới tách, họ phát hiện ra là ông này cũng tu là nó khác không phải như thầy. Ai, bây giờ là nói thật nói là xem từ bấy giờ bắt đầu xem cái cuộc đời của Đức Phật đấy dạy ấy, là cô biết đấy 50 năm tập ở Ấn Độ với ở Việt Nam chân tính ông đóng đấy, coi chữ thấy phát bát đi xin ăn như sư Kiên đây chứ có phải ấy đâu, có mang cái chuông cái mõ đi đâu. Vậy nên sư với tỉnh ngộ ra mới đọc được qua cái pháp của Hòa thượng Thích Minh Châu mới thấy à con đường nó thế này, thế là bỏ hết. Lúc bỏ đi có nhiều tỷ đấy cô ơi. À, Đúng nhưng rồi, mà con biết vẫn là bỏ hết, cô ngày xưa đi theo cô làm chúng khó này. con biết là sư đợt đấy ở nhà là cũng như là nổi danh nổi tiếng về công danh sự nghiệp rồi tiền bạc rồi gia đình hạnh phúc là nhất nhất Mô Phật. Nam Định đó chứ không Vâng, đâu, Mô cả Phật trên thành không. phố là dưới huyện đấy, Vâng, cả bây trên thành giờ phố là dưới huyện chứ không phải là riêng dưới huyện đâu, con biết mà. đi buổi tổ chức 29 ấy, khóc có một không phải khóc mà nước mắt nó ra, thế là tự nhiên ông Trần Quang cho 330 triệu, ở đạo trang Hải Phòng ấy là cô cũng cho 30 triệu thành 60 triệu, trong đó mình chi hết 120 triệu, sau là mỗi người một tí gạo 3 lần đấy thì đều nhà sư gửi cho, thế là rồi các cô trên đóng góp thì mọi người đóng góp cho các cháu 3 năm đời. Nhưng về sau thì chúng nó xuất gia nhiều cô, nhưng mà nó nhầm pháp hết cô ạ. Tu mà không giữ được 10 giới sa di thôi xin lỗi là đừng có nói ăn của đàn na thí chủ. Đúng rồi, chính xác, đúng như vậy, chính bây xác giờ như nói vậy đó. Với cô là lương quân đội nghỉ hưu 4 mấy năm từ đảng bỏ, mà bây giờ cái 29 đấy là vỡ chùa, tôi còn vào đấy là VT4 của mấy cô ngoài đấy là cô vào cứu lại chùa Phật Quang, tôi đưa 40 người vào đấy thì cô biết đấy. Nhưng mà tôi đã có thang pháp này rồi mà tôi vẫn còn cứ cứu sư phụ đấy. Tôi truyền hình VT4 nó nói mà mấy câu, mày nói mấy câu chứ thanh tra quân đội nó nhìn công an Hà Nội nó đuổi theo nó tìm, nó mời sang tôi bảo nó hỏi thanh tra quân đội. Thế là bây giờ giữ quân đội nó bảo ông này tốt này, 6-7 năm chiến sĩ thi đua quân đội này gớm lắm, có gì đâu mà sống hiền lành thật thà, mà mấy con chẳng làm gì được. Thế là sau cứ vậy thấm pháp là gặp pháp ông Thích Minh Châu dịch này, cứ thế là thực hiện rồi, nó cứ tới vậy đấy cô, rồi buông bỏ hết đây. Ông hòa thượng Thích Minh Châu là cũng ok lắm ạ. Đấy, nói thật với cô vậy, con đường này đi này thôi, mình già rồi mình đi thì mà mình không nhanh thì cứu mình ai cứu mình đâu. Bây giờ Trời ở nhà ơi, thì sao mà mới cái năm nào mà bây giờ đã trông giống như hòa thượng á. Mô Phật. Trong... Thì nếu mà tu từ bé thì hòa thượng quá, năm nay 65 tuổi còn gì nữa. 10 năm ăn ngày một bữa đây này, 10 năm ăn ngày mỗi trên núi cao, nhảy xuống dưới đi xin ăn ngày từ có ngày 3 4 5 cây đến 10 cây đây, có chú Sa Di là chuẩn bị Sa Di sắp về đây này, ở bên thầy Hồi Quang này. 5 năm đây này, bây giờ về đây thấy cái pháp này nó ngon, mà hơn nữa không phải ăn trứng, không phải nuốt địa năng nữa, nó nghĩa là run đất đấy, để nó chưa sốt rét đấy. Ngày xưa bộ đội người ta đút vậy chứ đâu có, khổ lắm. Không được ăn trứng, đúng rồi, trứng là lực lực âm nhiều lắm, và trứng cũng nguồn gốc của sinh tử mà. Nguồn gốc của sinh mạng mà, trứng kể cả có sống hay không sống nhưng nó là nguồn gốc của gọi là của sinh ra đó. Nên cô trứng không được ăn, nhưng mà cái thấy đang ấy thương kẻ tử thì cho trứng thôi. À, nói với cô biết là những năm mà gặp các cô xây dựng đạo tràng Phật đạo Nam Định cho thầy Trân Quang ấy, tôi đã học y từ năm 77-78 ở Đà Nẵng cơ, tôi biết quá là thịt cá trứng sữa nó có 4.7 pH thôi, mà máu của cô của tôi hay của quý thầy ở đây là 7.4, khi ăn vào hay là bị gan nó phải banh ra nó giữ lại, xong nó phải tìm canxi trong cơ thể với magie, nó trung hòa đủ cái 7.4 nó mới cho vào tế bào, không thì bệnh tật hết. Mà các nhà khoa học nói thật là như vậy đấy, nhưng mà ngày xưa tôi vô minh, là bây giờ 42 năm ăn thịt chúng sinh, từ năm 42 thì bắt đầu thay thịt Trân Quang ăn chay, cho đến hôm nay là 22 năm rồi, nhưng mà có 10 năm ăn ngày bữa thì thấy là hàng ngày đi xin ăn cho cái gì ăn đấy, ngoài động vật ăn sống rau củ cải củ kiếc rau dưa rau kiếc ăn hết, nhưng mà lại khỏe hơn chứ nạy thế. Nhưng bây giờ có phải ăn những cái thứ đâu, thịt cá trứng sữa là nó nguy hiểm, vậy nên là
Nói thật với cô là tôi là khoa học, mà tuy học thì thấp nhưng mà tôi phản phúc với ông Minh Chí đấy, đại biểu Quốc hội tự ứng cử đại anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy, viện trưởng viện truyền máu trung ương đấy, ở Hà Nội đấy, Dạ. ông phải nể tôi luôn. Ông bảo này, chú ơi chú, tôi đề đề cái Zalo vẫn là chú mà, thế là bảo là Dạ. chú sao biết về nhiều khoa học, mới bảo thì nói thật với ông Minh Chí, ông ở trên trên truyền hình Nhân Viên đấy, bước vào cuộc đời ông nói thì hay như đài, nhưng mà ông ăn tháng có 2 ngày chay thì nói ông 3 4 ngày chay thì ông đâu, ông thư Phật, Phật bảo ông là năm giới, thế mà ông vậy thì thôi. Ông bảo là tôi hỏi vậy thì ông ơi, thịt cá trứng sữa nó độ pH bao nhiêu, ông bảo đúng như chú nói đấy, nó chỉ 4.7 5 chấm thôi, nhưng mà máu con thể là ông thường xuyên nghiên cứu máu anh hùng lao động mà, thì gen thì ông thấy rằng là 7.4, vậy có phải nó banh gan không? Ông bảo tôi chịu chú, chưa bao giờ có những người như thế này mà nói ra như thế này. Về sau là ông nể ông khiếp qua Messenger đây này, ông nể lắm. Nhưng mà tôi quen ở Hà Nội, tôi công tác Hà Nội ở 20 điện phủ Hà Nội thì cũng công an nó theo dõi đến cùng luôn, nhưng về sau nó chả làm gì được mình. Thế là tôi theo thầy Trân Quang từ ngày ấy, thì sau như càng ngày sư phụ của mình ấy, càng bị tưởng nặng lắm. Thế là bây giờ toàn lại nghĩ có ma, chứ ngày xưa đâu có ma đâu, bây giờ thành lập cả võ đường rồi, là luôn luôn là sợ người ta đến giết mình. Đấy là hôm rồi là cách đây đầu năm, cuối năm vừa rồi ấy, năm ngoái ấy, cũng có người dẫn vào đấy nhưng mà không ai phát hiện ra sư. Thế vào đấy là 7 giờ sáng thì các sư cô mang ra ăn ở cái đầu cổng đấy. Đấy, bây giờ khai thác hết rộng rãi lắm rồi. Thế mà ăn nhưng mà tôi không ăn. Tôi ăn sáng tôi bảo không ăn, mấy người kia ăn đi cũng không ăn, theo tôi không ăn. Thế mới biết rằng là trong đấy nội tình như vậy. Nói chung là thương lắm cô ơi, nạc nối hết cô ạ. Ngày xưa hình như là ông ấy tu theo thầy Thông Nạc đấy, đệ tử Thích Chân Quang đấy, còn trước là Thông Huyễn đấy. Thế nhưng mà thầy Thông Nạc nói chuyện là Chân Quang nó như máy xếp ăn cơm ấy, thầy nói cái gì nó ghi nhớ y như vậy luôn. Nhưng mà phải ở đây học với thầy thì sau này nó có lợi lớn cho đạo đức làm người, nhưng mà thiếu nó về ngay thì xây dựng chùa Phật Quang ngay sau này nó đứng một góc trời, nhưng mà tu sai pháp hết con ơi, không có làm chủ sinh tử, trong băng vẫn còn đấy. Thì tôi mới thấy là sư phụ của mình ngay từ bấy giờ đã bị rồi. Sau đó đi với thầy Thích Bảo Nguyên đi tìm cái chùa Phật Quang đấy bây giờ đấy, là ông Bảo Nguyên ông theo rồi bắt đầu đi cắm xem đất chân biết. Hôm qua Bảo Nguyên bây giờ đã nổi tiếng ở ở Bà Rịa Vũng Tàu, là chuyên đi tìm nước đấy, nước với nhà máy nước miễn phí. Cái vừa qua Covid ấy là cho thuốc ấy, ở trên núi Dinh ấy là thủ tướng chính phủ là tặng bằng khen cho thầy, bây giờ thầy làm từ thiện lớn lắm ở giáo hội rồi. Thầy đệ tử Thích Bảo Nguyên vẫn ra quay camera ở ngày mình cho các cháu học mùa hè ở Nam Định đấy. Con hiểu. Vâng. Vâng. Đấy thế thôi, bây giờ là nhân duyên kể lại nhau một chút vậy thôi. Nhưng mà chúc Không, mừng cô là cô vượt được lại xuất gia là quá tốt rồi. mình ôn lại những cái thời đó thì mình mới có nhân duyên để mình mới có ngày hôm nay. Vâng, Thực sự ngồi vào. ra nó mỗi một cái con đường để đi đến đích thì bao giờ nó cũng có cái sông, cái suối, cái đồi, cái núi, rồi cái gập ghềnh nọ kia này khác. Rồi 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 rồi. rồi thì bắt đầu mình mới tìm đến đạo, rồi mình mới thanh lọc ra mới nơi nào là nơi gọi như là chính đạo. Mà chính đạo thì cũng như sư nói ấy, là cái gì thì cái nó phải thực hành triệt để giới luật Rồi, không có giới đừng và có cái lòng nói. từ bi. Giới luật và lòng từ bi, thiếu Vâng. lòng từ bi, thiếu lòng thương, thiếu lòng thương yêu muôn loài á, cỏ cây hoa lá đá và côn trùng giun rắn rết, rồi là giữ hành giới luật, và cũng Vâng. như là cái niềm yêu thương, làm cái tình yêu thương làm gốc thì không làm cái gì được Cô cả. ơi cô, 22 năm nay cố gắng xây dựng thương người mà khó, không phải dễ đâu. Năm cái tình thương trong kinh Nikaya có dạy đấy, chúng tôi đây với thầy Đức Kiên đấy cũng thực tập cái này. Nó là gốc nguyên thủy ấy, thì nói rằng là Kiến ở cái từ nhà bi hỷ đấy, xả, cứ ở lòng từ đó đây là nó năm tình rồi thương mình cô vừa nói đấy. xin ngoài Từ là phải thương yêu mình, thương yêu mình mà mình còn 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 đi làm khổ mình nữa thì làm sao thương yêu được người khác, không thương yêu được đâu, khó lắm. Thương yêu con vật cũng cô nói vậy, nhưng mà thương yêu cây cối, thương yêu là môi trường trái đất này, nhưng mà phân tích ra là con năm cái tình thương yêu thì khó phải tu gì cả. Nhưng mà nói đúng là khó đấy cô ạ, không phải dễ đâu. Thì nó nói là theo ta phải hiểu ta. giết kiến đâu, không có giết kiến, không có giết muỗi, không Vâng. có làm bạn với cả đom đóm chuồn chuồn bướm bướm, rồi để chim chóc, rồi là cỏ cây thế Rồi rồi nào, rồi, mình nó có là chung đồng bà có con chung của đồng mình biết mình. ơn hết. À, con mình. Không, nhưng mà cái phải nói là Đức Phật dạy một câu thế này cô này, mà tôi từ sau khi vỡ chùa tôi nhìn này.
Mà cái bài trong pháp cú rất rõ: ta tìm bạn đường bằng mình hay hơn mình, không thì sống một mình, không làm bạn kẻ ngu. Bây giờ như thầy Phước Kiên này về giữa rừng núi ra nào đây, sống một mình sướng này, ăn thì nó có bữa vậy, sau mấy tuổi rồi cần gì đâu, gần 70 rồi. Nhưng mà sư về, sư cũng 6 năm tuổi rồi. Sư từ bi và đức độ lắm, từ bi đức độ mà giới luật và cũng quan tranh á, từ bi đức độ lắm. Vâng, nói là bắt buộc sư nào mà không được cái gì thì phải chịu chứ còn gì. Rồi, rồi. À đây đây cầm cái đèn vào đây. Đa số là những người là sư cũng rất là ok đấy ạ. Ở trên kia, bật. Vâng, vâng, vâng. Bật lên là nó sáng.